Khánh Ngân xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel An Nhân TV. Mời các bạn theo dõi bản tin chính hôm nay. Thủ tướng Trudeau và phu nhân tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên. Người có thai ở Ontario nay đủ điều kiện được tiêm vaccine COVID-19 theo diện nguy cơ cao. Canada khuyến nghị dùng vaccine AstraZeneca cho người 30 tuổi trở lên. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân của ông Sophia Trudeau đã được tiêm liều vaccine AstraZeneca COVID-19 đầu tiên của họ hôm thứ Sáu 23 tháng 4, 2021. Tôi rất phấn khởi, Trudeau nói, trước tiên được tiêm ở tay trái có hình xăm quạ hai đà. Hai vợ chồng ông được chích ngừa tại một nhà thuốc Tây tại địa phương gần khu quốc hội Parliament Hill. Khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 năm 2020, trước khi Canada áp đặt các hạn chế đi lại, bao gồm tự cách ly sau khi về, tới từ nước ngoài, phu nhân Sophia Trudeau đã có xét nghiệm dương tính với virus, khiến Thủ tướng Trudeau phải cách ly với gia đình. Thủ tướng Trudeau không phải là thành viên duy nhất trong nội các của ông được tiêm vaccine hôm thứ Sáu 23 tháng 4. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Patty Hajdu cũng đã được tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên tại khu vực bầu cử của bà ở Thunder Bay, Ontario. Loại vaccine tốt nhất cho quý vị là loại đã chích vào tay quý vị. Hôm nay đến lượt tôi được tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên, bà viết trên Twitter. Ontario và các tỉnh bang khác đã mở rộng nhóm đối tượng đủ điều kiện được tiêm vaccine AstraZeneca cho người thành niên từ 40 tuổi trở lên, sau khi có nhiều báo cáo về việc có nhiều liều không được dùng tới tại các nhà thuốc Tây. Một số bác sĩ và dược sĩ cho rằng, sở dĩ như vậy là ngày càng nhiều người do dự về vaccine AstraZeneca do lo ngại về nguy cơ đông máu hiếm gặp. Theo trang theo dõi vaccine của CTV News, gần 11.4 triệu người Canada đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 được phê duyệt. Canada khuyến nghị dùng vaccine AstraZeneca cho người 30 tuổi trở lên. Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng NACI đã khuyến nghị các tỉnh bang nên tiêm vaccine AstraZeneca cho người từ 30 tuổi trở lên. Giới chức của NACI nói rằng khuyến nghị này dành cho những người không muốn đợi vaccine Pfizer và Moderna. Ban đầu họ khuyến nghị tạm dừng tiêm AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi vì hết sức thận trọng sau khi có báo cáo về các ca đông máu hiếm gặp. Bộ Y tế Canada đã công bố một bản đánh giá an toàn cho thấy lợi ích của việc tiêm vaccine nhiều hơn nguy cơ và đã chấp thuận vaccine cho tất cả những người thành niên. Các bác sĩ của NACI nhấn mạnh rằng mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ sẽ đề ra chính sách riêng về tiêm chủng. Phát ngôn viên của Bộ Y tế Ontario cho biết trong một tuyên bố rằng Ontario sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho những người 40 tuổi trở lên. Với khoảng 337.000 liều còn lại và dự kiến phải đến tháng 5 mới có các lô hàng mới, chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm AstraZeneca cho những người từ 40 tuổi trở lên tại các nhà thuốc Tây và cơ sở chăm sóc ban đầu cho đến khi chúng tôi nhận được thêm thuốc, phát ngôn viên này nói. Điều này phù hợp với chương trình tiêm vaccine của Ontario, ưu tiên độ tuổi và nguy cơ. Một lô vaccine AstraZeneca bổ sung ước tính khoảng 389.000 liều ban đầu dự định sẽ được giao giữa tháng 4 và đã bị trì hoãn cho tới cuối tháng 5. Lô hàng 194.500 liều tiếp theo, ban đầu dự định sẽ được giao vào đầu tháng 5, nay đã bị trì hoãn tới cuối tháng 5. Tiến sĩ David William, Giám đốc Y tế Công cộng của Ontario cho biết, một người đàn ông 60 tuổi là bệnh nhân Ontario đầu tiên bị đông máu sau khi tiêm liều đầu tiên của mình. Bệnh nhân đó đã được điều trị và đang bình phục sức khỏe tại nhà. Đây là ca thứ tư bị đông máu hiếm gặp ở Canada, trong số hơn 1.1 triệu liều AstraZeneca đã được tiêm trên cả nước. Thủ tướng Justin Trudeau cũng đã thông báo rằng Canada đã ký thỏa thuận được mua vaccine tăng cường từ Pfizer cho năm 2022 và 2023, với các quyền lựa chọn kéo dài tới năm 2024. Thỏa thuận bảo đảm việc mua 65 triệu liều, cộng với việc mua tới 120 triệu liều nữa nếu tất cả các lựa chọn được thực hiện. Người có thai ở Ontario nay đủ điều kiện được tiêm vaccine COVID-19 theo diện nguy cơ cao. Người mang thai ở Ontario hiện đủ điều kiện được tiêm vaccine COVID-19 theo thông báo của chính quyền tỉnh bang hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 4, 2021.
Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Y tế cho biết họ đang xem xét các tiêu chí đủ điều kiện được tiêm vaccine cho những người mang thai sau khi có sự tăng vọt của các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng ở những người mang thai. Trong một thông báo hôm thứ Sáu 23 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế Ontario nói rằng với dữ liệu mới về nguy cơ mắc bệnh nặng đối với phụ nữ mang thai, tất cả những người mang thai sẽ đủ điều kiện được đăng ký đặt hẹn tiêm chủng theo diện tình trạng sức khỏe có nguy cơ cao nhất trong hướng dẫn ưu tiên giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 23 tháng 4. Hiệp hội bác sĩ sản phụ khoa trước đó cũng đã kêu gọi chính quyền sắp xếp những người mang thai vào diện đủ điều kiện được tiêm chủng. Viện dẫn lý do có sự tăng vọt số bệnh nhân mang thai được đưa vào các khu chăm sóc đặc biệt ICU ở Ontario và cần phải dùng máy thở. Đầu tuần rồi, Bộ trưởng Y tế Tristan Elliott nói rằng người mang thai sẽ đủ điều kiện để tiêm chủng theo lời khuyên của bác sĩ. Tuy nhiên, một số người mẹ sắp sinh cho biết họ đã được đường dây điện thoại đặt hẹn tiêm chủng của tỉnh bang thông báo rằng họ vẫn chưa đủ điều kiện, ngay cả khi có giấy của bác sĩ. Những người mang thai vẫn cần đặt lịch hẹn tiêm vaccine qua tổng đài của tỉnh bang theo số 18888999-6488, nhưng không cần phải có thư của bác sĩ. Chính quyền nói rằng thời gian giữa hai liều tiêm 16 tuần vẫn thích hợp với nhóm này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin do Đài An Nhân TV thực hiện. Một lần nữa, Khánh Ngân xin kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp channel An Nhân TV chia sẻ video để thêm nhiều bạn biết tin tức, cũng như là nguồn động lực để giúp chương trình có thể tiếp tục. Rất cảm ơn các ý kiến đóng góp. Xin chúc quý vị ngày mới an lành và hạnh phúc. Khánh Ngân xin kính chào tạm biệt.